cục demo có ý rồi con. Đây đặc biệt là 15kg nè, 100kg 3 pha nè, ghê không. Đây 3 pha 3 tụ nè, gửi cho con coi đã không. 15kg 3 pha. Đây 3 dây nè, 1, 2, 3 dây nè. Mới chét con thùng luôn nha. 15kg 3 pha nè. Của ý nha, mẹt ý nha, Italia luôn nè con. Mô hình 5 nha. 3 pha là 380 đó không? Đây nè, 380V nè. Nghe không? Đây là 1 pha. 1 pha 10kg. Đây 1 pha 10kg. Ampe là từ 86 đến ampe luôn nè, nghe không? Đây là 10kg. Đây là 12kg. Quý không nè con. Đây 12kg. Mới chắc con thùng nè con. Ở đây 13kg luôn. Mũi ý 13kg luôn. Nó mũi ý 13kg. Ý này còn có 3,5kg nè con. Đây ý là 5kg nè. 5kg là hàng này. 3,5kg, 6,5kg, 8,5kg, 12kg, 10kg, 13kg và 15kg 3 pha. 3 pha lên 15kg luôn nè. Đẹp cực kỳ không. À, mọi người nào có nhu cầu luôn nha, 0886356787. Có lò số dòng mới chăm chăm rồi con, bảo hành bà con 5 nha. Đây 3,5kg, 5,5kg là màu này nè. Đây ampe của nó là khoảng 45 ampe. 5kg là khoảng 45 ampe. Đây đang gấp cục này rồi con. Đây 10kg nè. À, 8,5kg. Italia. Ý gồm có 3,5kg, 5kg, 6,5kg, 8,5kg, 10kg, 12kg, 13kg rồi con. 15kg là 3 pha. Nguyên bộ. Trong cái thùng danh thể là ơi. Đâu thùng danh thể đó, hả? Đây đang gấp thử cục 8,5kg rồi con. Đó nghĩa là 77 ampe luôn nè. Dài quá không? Cũng lâu được. Cũng lâu được. Đá đi. Có đề luôn nè, 155 có đề. Gì? Nói gì? Nói gì? Chạy siết hơn chứ. Nó nhẹ ra không? Phải vô nặng không? Vô tạo nó nhẹ ra không? À, cái này đó hả? Ừ, cứ đi đó. Cái chiều cho đi đó, 8,5kg. Có đề á, có đề vô quay vô đề. Cái này phải tốt nha. Xịn. Đây. À, bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356787. Đây nếu mà con cái mẫu nè, đây là 13kg là có 3 tụ rồi con. Bà con ở đây, con ra dây đỏ dây xanh nè. Là dây nguồn điện xài á là đỏ xanh này nè. Đây. Italia luôn nha, ghê không? Italia luôn nè, mẹt ý đó. À, nó đang thử điện cho bà con coi nè. Rồi này là 13kg. Đúng rồi, đây 13kg. 118 ampe luôn nè, ghê không? Mẹt quý Italia luôn rồi con. Đây mẹt Italy. Đây, của cái này tụ là Italia luôn nha, mắt Italia luôn nha, ghê không? Ghê không? À, mắt in Romani luôn nè, ghê không? Ủa, xịn lắm rồi con. Dây đồng luôn nha, dây đồng trăm trăm luôn nha. Có thành năm. Gọn rồi con. Con xài điện nó chuẩn, nó không chớp luôn á. Đây. Quý đây. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356787. Mẹt quý gồm có 3,5kg, 5kg, 6,5kg, 8,5kg, 10kg, 12kg, 13kg và 15kg là 3 pha rồi con. Chưa 13.000 hết. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356787. Đây gấp mẫu rồi con, số mẫu rồi. Đây gấp mẫu số con nào con. Đó, nó nguyên bộ rồi chị nè. Đẹp ghê không?
con về xài điện rất là chuẩn, đây nguyên gỗ luôn nè, mà chắc 13 kg nha, chà bá luôn nè.
để kiểm tra bộ lon que lại chứ, cái cho que riêng như nó được.
Rồi.
mưa không? Hãy kế theo chỗ lòng đi. Giữa sân luôn. Giữa sân cái này dưới thẳng luôn. Rồi. Câu su không? Câu su lắm.
chưa? Nhẹ chưa? Rồi quay đi. Rồi chúng ta đi tới đâu đến còn
cứ gì còn phía bên nè. Ra bên đây nè, thả ra mới xếp nó đều. Có đại ca ở đây mà lo gì? Xả cái dầu qua chưa? Ví dụ xả không? Xả vô bò không? Xả đi. Sống này qua làm cái 13 kg luôn nha. Không, 13 kg mẫu kia. Hỏi số nhận tiền ra. Rồi em cậu con. Ừ. Đó là để
đi đường nào lên? Dạ. Sáng nó đi đường nào lên? Cái bà mở bà dẫn đường đi, con không biết, con cứ treo ở đây, con địa bàn chưa rành nữa. Ở đây, dẫn đường lên nè. Đi đường Long Phú ra. Đây cái tiệm số dòng phát điện nha bà con. Phát điện của Ý gồm có 6,5 kg nè, sản xuất với gấp Italia nè. Italy nè. Đây Italy nè, sản xuất với gấp Italy luôn nha bà con. Đây Italy. À của Ý đó. Phát cờ của Ý luôn nè. Gồm có 6,5 kg, 10 kg, 13 kg. Tất cả đều tôi nhanh nha bà con, 5,6 kg luôn. Rồi từ 5,6 kg là có đồng hồ báo, lên tới 6,5 kg đến 13 kg là không có đồng hồ báo nha, đồng hồ treo tường riêng nha bà con. Con mua đồng hồ riêng, xài tất cả động cơ luôn. Này đúng 16 kg luôn nè con, đây đúng 13 kg luôn nha. Thấy không, cái tần số ampe nó giữ 13 kg là ampe là 119 ampe đó bà con. Thấy không, 118 ampe, 13 kg là 118 ampe. Cục này nặng 60 kg nha. Còn cục 5,6 kg là nhiêm be đây, 5,6 kg là 25 ampe nha bà con. Đây cục 10 kg là nhiêm be đây, 10 kg là 90 ampe nha bà con, nặng 49 kg, 90 ampe, nó đã luôn. Mẹt của Ý 6,5 kg là thôi nhiêm be, 6,5 kg là 59 ampe, nặng 36 kg, nhẹ gọn luôn. Made in Italy, Italy là của Ý, siêu gọn gọn mà coi, cục nhỏ xíu đã thì đủ điện luôn nha. Nãy test thử với con chạy coi đó, nó dòng phát điện của Ý. À, bà con nào có nhu cầu luôn là 0886356707. Đó là cái phát. Mình cũng phát Ý đây. Cốt bằng inox mà con, chống xét luôn nha, ghê nha. Cốt này chống xét luôn bà con, để thời gian cỡ nào không sẽ xét bằng inox luôn nè. Đây 13 kg là 118 ampe, ampe khủng luôn. Nặng 60 kg rất gọn bà con ơi, 13 kg rất gọn luôn nè. Còn nhẹ luôn, 13 kg. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Rất ghê. Bà con có thể xài điện đường 110 luôn nha. Đối bà con nào mà xài những dụng cụ điện nhập từ Nhật hay Mỹ là nó xài dòng 110 bà con xài được luôn. Đá đồ điện tử của Mỹ hay Nhật là xài 110. Anh xài 110 được luôn. 110, 120 tiền luôn. Nếu xuống 110 thì ampe nó tụt lại. Nếu 110 thì ampe là 59 ampe cũng được. Còn 220 là 118 ampe. Tốc độ này khủng quá bà con. Đây cũng được. Của Ý nha. Sản xuất lắp ráp tại Italy. Và bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.
sáng đi bản á, sáng đi bản dày đưa vô. Đưa vô miếng nè. Mỏng quá. Dày nó mới nhảy nổi tự động. Mấy con này cứng chưa cho, dầu nhớ cứng không? Rồi. Thắng rồi. Đề đi. Thế là nhỏ gì đề luôn. Đẻ cò. Buông.
cái thở máy của phát điện của Ý rồi con, nhất là TF160 có đề nè. Rồi anh sạc bình chút đề cho dễ. TF160 có đề luôn nha. 160 tổ nước GT155 đang kéo cũ 8,5 kg rồi con, rất ok. Có đề bọng đầy đủ luôn nha, nè đề thử rồi. Phải có người bé con. Có sạc bình luôn rồi con, có sạc bình kết hợp luôn. Đây, đậu đỏ nè, Kubota của phát là của Ý. Đây, Italia. 8,5 kg là 77 ampere, ghê không? Đây cái đầu nổ của Indo TF120 cũng là 8,5 kg luôn, của Ý, mẹ Ý, đẹp không? Đang nguyên bộ luôn không? Đây TF160 đang chạy cục 13 kg của Ý luôn. Đây là hàng của Ý rồi bà con, lắp ráp sản xuất Ý luôn nha, cục phát á. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp rồi con, Ý xài thiên thu luôn. Nguyên bộ con về xài thôi. Quá đã luôn nè. Rất đẹp nha. Nguyên bộ nó vậy. Có hai loại khung, một khung này nè, là khung có hộp bình ở dưới. Đây có hộp bình ở dưới nè, bình để dưới luôn. Còn lỗ khung là lỗ bình để trên. Đây. Hai lỗ khung nha. Và bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Vô thử cục 5 kg luôn nha. 5 kg chưa giao luôn. Thử giống hôm qua kim điện giao. Rồi rồi, test hết rồi. Rồi ok giao. Với cục này gỡ giao luôn nè. Có vàng có đựng nè. Nó mới về đó. Hả? Mới về đó. Đây, bà con nào mua bộ bóng bộ mua bơm mua đi mua bóng đi mua nha. Nhất là đây là TF120. Đây cô ta 155. Đây TF160 có đề rồi con. Đó thì bự luôn. Indonesia. Có đề nè, đề kết hợp với sạc con, mà con có bấm đề là chạy thôi nè. Không. Nó có bấm đề vậy là chạy thôi. Nhất em. Bình có học ở dưới nó gọn rồi con. Bánh xe đậy luôn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Ý bên em gồm có là mẫu này là 6,5 kg, 8,5 kg, 10 kg và 12, 13 kg nha con. Với 15 kg là 15 kg là bao pha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nhân ma luôn. Có đề luôn. Đề có thể với sạc luôn.
Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây bên đó thì bà con cục phát điện đi mua của Ý nha. Đây mua của Ý nè. Phát in Italia luôn đó. 13 kVA. Đang xài con GT 2004 có đề nè con. 2004 là 24 ngựa đó. 24 mã lực nè. 2400 vòng trên phút. Dung tích xi lanh là 1090 cm khối. Đây có đề luôn nha. Đây. 2004 có đề luôn. Đây nguyên bộ nó gấp luôn nè con. Con cứ về chạy thôi. Bình bọng đồ có sẵn luôn nè. Đi mua bảo hành 1 năm nha. Quá đẹp luôn, có đề luôn. Hai. Đi mua bảo hành 5 đi, cái máy này GT bảo hành 5 luôn. Cái bình bảo hành 1 năm ra đề nha. Xài đề bảo hành con 5, không gỡ xuống. Gắn đề là bảo hành 5. Đó là GT 2004, đi mua 13 kg quý. Đây con GT 195 là 19,5 á. Đây cũng có cực mô luôn, 13kg luôn, có đề luôn nha. Có bình đồng hoàng luôn, để bình đi nè. Bình bảo hành 1 năm, đề. Đi mô bảo hành 5, máy bảo hành 5. Con về cái game này xài thôi, có sẵn điện đài hết rồi. Cứ bắn rất là đề, tự sạc luôn. GT 204, đẹp cực kỳ không? Phải chả bá nện luôn. Quá đẹp, có đẹp luôn con. Còn đây là GT 95. Có đẹp luôn, 195. Quá đẹp. Hai bộ phát điện này con về xài gia đình hay xài nuôi trồng thủy sản này nè. Hay nhà xưởng rồi xài rồi vô tư luôn. Cái demo của Ý này chất lượng nó tốt lắm con. Ampe nó chuẩn lắm. Cục demo này không là 60kg nè. 3000 vòng trên phút, ampe là 118 ampe, thấy không? Ampe khủng á, mấy hàng chuẩn thường ampe khủng lắm. Chứ còn cái dòng điện xe tốt mà chạy nó không chấp đèn thường 3000 vòng lên chạy nó ngon mà coi. Nhược xưa nay giờ xài 3000 vòng cho lên không à. 3000 vòng điện nó chuẩn, nó không bị chấp đèn, hồi nãy thử không bị chấp đèn đúng không? Không quan trọng không phải ba chồng mà con chạy máy lớn đó. Quan trọng mà con bu ly nè, con xài bu ly hộp là chạy máy nhỏ thôi là dẫn lên điện, không phải là 3000 vòng xài hết ra lên vòng đâu. Bà con xài bu ly ví dụ như mấy cái máy GT Thái Lan nữa, bà con xài bu ly là 2,5 tấc. Còn đối với dòng mấy dòng mà máy D á, bà con xài khoảng 3,5 tấc chạy ra trung bình là lên điện, nó phải là 3000 thôi là hết ra đâu. Giống như ga đây là đây là hết ga phải không? Đây tới đây là hết ga, bà con chạy có nhiêu ga thôi. Đã đủ 220. Bất kỳ nhiêu đây hết 220. Không cần lên nữa. Mà con do con cho bu ly á chứ không phải là 3000 vòng con xét ga đâu. Ồ đẹp cực kỳ không? Sơn chuẩn ghê luôn. Một pha 13 kVA 13 kg. Tất cả nguyên bộ bảo hành bà con 1 năm nha, từ bình tới máy tới demo. Bình là gây ớt nghe xịn luôn nha con. Con về gấp cho xài không? Quá đẹp. Đây 195 có đề luôn. Đẹp nha. Đó, đối với con biết poly là chỉ xài lên ga dĩ thôi, là xài hết ga ở đây mà không cần cần lên nửa ga tí là xài thôi. Quan trọng poly chứ không phải là lên hết ga đủ dòng đâu. Đây bà con xài poly cho phù hợp nè. Đối của ta con xài khoảng 2,5 tấc nè. Còn đối với dòng tôi chậm thì con xài khoảng 3 tấc rưỡi. Tại vì gần nửa ga thôi, giống hết ga nhưng mà con nghĩ là nửa ga thôi, nửa ga là đủ 220 rồi. Quan trọng biến poly phù hợp thôi chứ không quan trọng tới ga. 190 nè, 195 nè. Là 19,5 á. Tích xi lanh là 998 cm khối, 2400 vòng trên phút, đẹp cực kỳ. Không biết kim mới ghê, chắc là tiết kiệm dầu, quá bự luôn, vô bự ghê luôn nè.
cả bộ này bảo hành bà con 1 năm nha. Bình bổng với demo rồi luôn. Nào. Tông của con 195 này là một tắc mốt bà con. 195 là một tắc mốt, còn 2004 là một tắc 15. 115. Chạy phát điện là nhẹ nhàng luôn. Rồi, bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Nó tử cái củ khoát hữu toàn nè bà con. Củ khoát hữu toàn 20k VA, 20kg đó, 90 ampe. Đây thử nha, có đồng hồ đo hẹp luôn bà con, đồng hồ đo quên rồi luôn nè. Mẫu mới nè, model mới nhất nha, năm 2021 nè. Mẫu này rất là chắc chắn nè, mới nhất model 2021 luôn. Này nguyên bộ là có bình luôn rồi con. Con mua có bình rồi luôn. Hữu toàn 20kg. Có đề luôn nha. Thử cho em chơi. Vào đề thử rồi con. Tôi thử con hữu toàn có đề luôn nha. 6,5kg. 6kVA có đề luôn rồi con. Rồi. 20kVA, 560 ampe, 1500 vòng. Mẫu mới nhất 2021 nha bà con. F4 hả? Đây có đồng hồ đo hẹt, đồng hồ đo volt. Đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây là hữu toàn. Đây số hữu toàn. Đi ép đi, ép rồi đi. Máy này cũng chưa, để máy cũng chưa. Đứng luôn dưới đây. Cái này chưa được không? Cái này ngay rồi, ngay được dưới luôn. Được rồi, được rồi.